3 bước đơn giản nhưng mà tạo ra sự đột phá trong cuộc sống của bạn mãi mãi. Đa phần thì chúng ta hay hỏi là làm sao tôi có thể thay đổi được cuộc sống của mình, làm sao tôi có thể làm chủ được tương lai của mình, thì video này My xin gửi tặng cho các anh chị nhé. Điều đầu tiên là anh chị cần phải biết chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, can đảm với cuộc đời của mình, không than phiền, không oán trách, không đổ lỗi về cuộc đời, về người khác, về mọi người và mọi thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và nếu như mà như vậy là tức là anh chị đang giao phó cuộc đời của mình vào tay những người khác. Một khi anh chị nói rằng là tôi không làm chủ được cuộc đời của mình, tôi không thể nào kiểm soát được cuộc sống của mình, thì như vậy có nghĩa rằng là anh chị không có khả năng thay đổi được cuộc sống của mình. Vì vậy anh chị hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình anh chị nhé. Và thứ hai là anh chị cần phải hiểu được rằng mọi thứ ở trong cuộc sống của chúng ta là tất cả do chúng ta đã lựa chọn và quyết định nó. Ở chính bản thân của mình, anh chị đã lựa chọn và quyết định nó trong quá khứ. Anh chị hãy quan sát, có phải là từ trước đến giờ tất cả mọi thứ đều do anh chị lựa chọn và quyết định nó hay không? Ví dụ như là công việc hiện tại mà anh chị đang làm nè, với cái cuộc sống mà anh chị đang có nè, có phải rằng là trong quá khứ anh chị đã lựa chọn nó hay không? Hoặc là người vợ, người chồng ở hiện tại của anh chị cũng là do anh chị đã lựa chọn và quyết định hay không? Hãy nhớ rằng mọi thứ diễn ra ở hiện tại là do anh chị trong quá khứ đã lựa chọn nó. Vậy thì câu hỏi đặt ra, làm sao mà chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống của mình đây? Vậy thì ngay bây giờ, ngay lúc này, tại cái thời điểm này, anh chị hãy lựa chọn và ra quyết định lại những gì mà anh chị mong muốn. Nếu như anh chị mong muốn một điều thần kỳ hay là phép màu nào đó đến với cuộc sống của mình, vậy thì chính anh chị phải là cái người đón nhận và ra quyết định cho cái điều gì đó nó xảy ra đối với cuộc đời của mình. Và tiếp theo là anh chị hãy nói liên tục cái cụm từ là tôi lựa chọn, tôi quyết định một cách thường xuyên hơn mỗi ngày các anh chị nhé. Ví dụ như là tôi quyết định cuộc đời của tôi là phải thành công, phải giàu có. Tôi quyết định là tôi có một cuộc sống dư dả, đủ đầy và hạnh phúc trọn vẹn. Và anh chị có biết lý do tại sao mà cuộc sống của anh chị từ trước đến giờ không được thuận lợi không ạ? Là từ trước đến giờ anh chị chưa có yêu cầu cho cuộc sống của mình, như là anh chị đã chưa từng lựa chọn cho cái điều mà anh chị mong muốn. Và anh chị cứ bị cuốn theo cuộc sống và để cho người khác lựa chọn và quyết định cho cái kết quả của mình. Vậy thì tại sao anh chị không lựa chọn và đi xây dựng cho ước mơ chính bản thân của mình, mà anh chị lại đi xây dựng ước mơ cho người khác? Vậy thì ngay lúc này, ngay bây giờ anh chị hãy tập trung thay đổi chính bản thân của mình, tập trung vào phát triển bản thân của mình để xây dựng ước mơ cho chính bản thân của mình, bằng cách là tập trung vào chính mình, chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, lựa chọn và quyết định cho cái cuộc sống mà anh chị mong muốn anh chị nhé. Xin gửi đến anh chị một món quà. Và anh chị nào thật sự khao khát, mong muốn là mình thay đổi được cuộc sống của mình, thay đổi tài chính của mình, cải thiện mối quan hệ của mình, muốn nâng tầm giá trị bản thân của mình lên để mình có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, thì anh chị hãy liên hệ với My sẽ gửi tặng cho các anh chị nhé. Và anh chị để lại thông tin bên dưới, My sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Nếu như anh chị thấy video của My hay, giá trị, anh chị đăng ký kênh của My cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video của My.